À, chào anh em. Nay khép lên con mèo 206 anh em. Con này cũng đẹp. Nó thì tầm 8 ăn 10 so với con này của phép. So với cái con 206 ở clip trước. Nhưng mà đổi lại thì con này cái biển số quá dữ. Biển số sẵn 4 con anh em. 68T7 4567. Hai lẻ sáu anh em. Lốc nè, thấy chưa? Đây đùi gà, giá công khai cuối clip luôn nha anh em, tiền nào của nấy. Tại sao con này mã số đẹp cũng chắc nhưng mà lại rẻ hơn con kia? Chơi nhau rồi nói chuyện nghe nó dễ hiểu lắm. Quay mấy cái chi tiết kỹ thuật cơ bản cho anh em coi nha. Nó ốc là nó đây. Xe này thì bánh mâm thôi nè. Combo thắng này. Nói chung ra dòng xe này nói với anh em thì nó cũng nhiều giá lắm, hai mấy cũng có, thậm chí có cả mười mấy luôn anh em. Mà xe mười mấy triệu giờ thường thường giờ phải nó phải ra khối hoặc là kêu bích tông nó, anh em phải về làm lại tại vì rẻ mà anh em. Nó hai ngoài triệu bây giờ là xe dọn á, xe dặn cho nên anh em ta mua rồi về người ta dọn mới lại hết thì nó tầm hai ngoài triệu. Nói chung là thị trường nó có giá bao rem hết trơn anh em ơi. Nói anh em hiểu được thì cảm ơn, còn ai không hiểu thì cố mà giải thích cũng làm gì đâu. Còn xe này thì nó nhâm dầm đó, máy cực đỉnh luôn á, nó không giỡn đâu nè, tất cả đều in hết rồi nè, thấy không, chưa có bắn tuốt gì hết. Mặc dù thì cũng có nổ thôi chứ 2.6 giờ thì cũng 14 năm rồi, tính cả cái năm sản xuất nó làm sao mà tránh khỏi anh em. Cái ốc tán nó còn đẹp anh em, chưa xuống chì nha. À, nó còn hơi xanh xanh đó, nhưng mà con cái là không lợi chiếc này anh em ha, không lợi chiếc này có phép nó, bởi vì nó mới giá 52 triệu anh em. Xe chỗ anh em mua bán làm sao không biết, chứ về phép thì đây ra cái giá cơ bản của nó hết rồi nè. Nhưng mà vẫn rất đẹp. Cái này này thì màu đỏ tươi mâm, cũng 206 giống xe của phép, khác tem. Còn xe này thì tâm xịn của nó, đúng đúng đời đúng bánh căm của nó. Số thì biết cảm chạy nữa
trời chỗ chứ cắn cá nó dày sơn và dán keo lại. Còn cái tiếp áo sống thì đẹp, áo nó bị lỗi danh đèn chút xíu như này. Bạc bọc ốc tán đẹp. Đây. Như máy cho này coi. Xe này được cánh kéo theo cái biển số. Máy rất ấm rồi nè. Xe đang nổ. Biết xa cách 2-3 bước không nghe được. Thấy rung rung chứ không nghe đâu. Trong nhà mà nấu thế, ra ngoài xăng nổ đâu không nghe đâu. Đang nổ. Phép tả xe là anh em yên tâm đi, nó không lợi con này đâu. Bởi vì tại sao con này nó 52 mà con này là biển số đẹp nữa, mà máy móc thì nó cũng ngắt luôn, xe bạc bọc nó riêu chân chưa có bắn tuốt chỗ nào, chưa có tác động đâu hết, biển số đẹp luôn mà phép bán 46 triệu anh em. Xe này thì anh em trong tỉnh Kiên Giang mua xài ok, đẹp biển số. Còn anh em ngoài tỉnh đó, mua về nếu mà rút hồ sơ mà mắc biển số này anh em lỗ đó, rút hồ sơ mắc biển số này anh em lỗ đó, lỗ là lỗ biển số đó. Tại xe này bán cái giá này thì nó cũng cộng theo biển số anh em, chứ không phải riêng cái xe không đâu. Biển số thì nó cũng tầm 7-8 triệu trong đó giống rồi. Bởi xe này ưu tiên anh em trong Kiên Giang đó. Xe này anh em mua xài biết là hư anh em. Một càng dễ chạy, nhanh tiện lẹ, mình không phải bóp cái da đạp tới móc lui gì chứ, lớn tuổi chạy ok. Hay là mình hay đi đường chở đồ hay là cầm nắm nghe điện thoại đâu, nó cũng tiện nữa. Phù hợp với những anh em mà đi nhiều hay nghe điện thoại hay là tiếp thị là cái đồ đó. Chứ giờ đi hai càng không làm được chứ. Xe hai càng bây giờ chạy không có thời gian ngủ gục nữa nè. Tay thì cầm ga, cầm tháng trước. Tay thì cầm bia da. Giò thì phải số, phải dậm bóp, dậm đạp. Bên thì giò thắng. Rồi tứ chi của mình là không nghỉ luôn. Bởi không có thời gian ngủ gục luôn. Chạy mấy một càng này còn ngủ gục được đó nè. Nó rảnh nó nhàn nhàn ngủ gục được, còn chạy hai càng sau ngủ gục. Bởi vì anh em khuyên anh em nên mua hai càng chạy để đừng ngủ gục, một càng là thép ôm chết thép luôn. Máy nổ anh em nữa ra để gần cái bồn anh em nha, tiếng chớp chép của nó. Đặc thù của nó.
lắm anh em ơi, dữ lắm á, tại phép kẹt con cọp này nè, kẹt con cọp này cho nên thành ra nó bán con nó đi, chơi nhiều quá vợ gầy quá anh em ơi, chơi lum chứ, sắp về con anh hai lóc đen nữa kìa, mua lum lá chơi này. Không bán mà cứ để chơi hoài, cằn nhằn quá. Anh em mình à, ai có sợ rồi hiểu rồi đó, bực bội mấy gấu lắm. Rồi chị anh em, ạt một càng xe rin chất, máy ấm, máy im như lá rụng mặt hồ, biển số VIP 4567, giá phép bán cho em chơi 46 triệu, không có bớt anh em ơi. Rồi à, rất mong được sự ủng hộ từ phía anh em, cảm ơn anh em đã theo dõi kênh của phép, nhớ đăng ký kênh để ủng hộ tinh thần phép nha anh em, phép chào nè.